Cả Đông Nam Á ngỡ ngàng bật ngửa khi biết không chỉ có ô tô điện, Việt Nam còn sản xuất cả du thuyền cao cấp cho giới siêu giàu thế giới. Việt Nam Stronger xin mến chào các bạn khán giả thân yêu. Các bạn thân mến, nếu như cách đây khoảng 30 năm, Việt Nam chúng ta vẫn đang chật vật hàn gắn lại vết thương của chiến tranh, đau đầu với thiên tai dịch họa hàng năm, phải tháo gỡ và giải thoát đất nước khỏi vòng vây cấm vận khà khắc, thì năm 2022, chúng ta đã nhìn thấy một Việt Nam rất khác biệt. Không chỉ xuất xưởng ô tô điện sang đất Mỹ một cách thần tốc hay phủ sóng 5G đi nhiều quốc gia trên thế giới, mới đây, thông tin Việt Nam làm được siêu phẩm du thuyền cho giới siêu giàu thế giới đã thu hút sự chú ý của cư dân mạng trong khu vực. Có người vui mừng cho Việt Nam, nhưng cũng không thiếu kẻ ghen tị, có quan điểm trái chiều về đất nước chúng ta. Vậy chiếc du thuyền ấy là gì và cư dân mạng khu vực nói gì về nó? Mời các bạn hãy cùng mình tìm hiểu trong video hôm nay. Trong khối tài sản đồ sộ của giới thượng lưu, bên cạnh siêu xe, bộ sưu tập nhà đẹp nhiều nơi không thể vắng bóng những chiếc du thuyền sang trọng. Sở hữu du thuyền là cách giới siêu giàu khẳng định đẳng cấp với những tiện ích có 102. Đó có thể là ngôi nhà siêu sang giữa không gian mênh mông sóng nước, nơi thư giãn riêng tư của người thân, bạn bè, đôi khi là văn phòng làm việc giàu cảm hứng giữa khung trời rộng mở. Ít ai biết được rằng có rất nhiều du thuyền, siêu thuyền được sản xuất trên đất nước hình chữ S của chúng ta, nhưng lại không lướt trên những tuyến sông Việt Nam mà dành cho giới siêu giàu của thế giới. Chứng tỏ rằng Việt Nam cũng sản xuất được du thuyền năm sao hạng sang nữa là đằng khác. Mới đây, fanpage Asian Skyline đã đăng tải một bài viết liên quan đến Việt Nam với nội dung như sau. Không chỉ ô tô điện, Việt Nam còn có nhà phát triển tàu cao cấp. La Siesta Super Jet là du thuyền 6 sao được thiết kế bởi Lê Anh và 100% được xây dựng và sản xuất bởi các kỹ sư Việt Nam. Đó là nội dung của bài viết được đăng tải trên kênh fanpage Asian Skyline. Thời gian qua, trên trang fanpage Asian Skyline đã đăng tải rất nhiều những bài viết nói về sự phát triển hiện đại của các quốc gia Đông Nam Á. Kênh này có hơn 300.000 người theo dõi đến từ khắp nơi trên thế giới. Mỗi bài viết của trang đều thu hút rất nhiều lời tương tác từ các cư dân mạng quốc tế, đặc biệt là những bài viết liên quan đến Việt Nam. Đáng chú ý, trang này không đăng tải những hình ảnh xấu xí lạc hậu của những năm về trước, không chê bai hay bôi nhọ Việt Nam, mà ngược lại, trang này luôn đăng tải những hình ảnh mới nhất về sự phát triển của Việt Nam. Điều đó giúp con dân của Đông Nam Á hiểu hơn về sự thay đổi ngoạn mục của Việt Nam trong 5 năm qua. Tuy nhiên, bên dưới phần bình luận của cư dân mạng Đông Nam Á lại có khá nhiều những ý kiến trái chiều được đưa ra. Hãy cùng mình điểm qua một vài dòng bình luận nhé! Tàu này của nhà vua Campuchia thiết kế và xây dựng, không phải của Việt Nam. Campuchia chúng tôi không phải vua của ai cả, đất nước vẫn âm thầm phát triển, không ồn ào, không phô trương. Tôi rất thích nhân tài Việt Nam. Không ấn tượng lắm, lúc nào nhìn cũng giống như Hàn Quốc. Tại sao Campuchia và Việt Nam toàn đánh nhau trong trang này vậy? Yêu người Việt Nam lớn nhanh quá. Rất đẹp, tàu VinFast à? Việt Nam sẽ sớm trở thành vua châu Á. Tuyệt vời, nó đáng giá bao nhiêu? Trên đây là một số bình luận mà mình đọc được bên dưới bài viết của Asian Skyline. Nhìn chung ý thì cư dân mạng đã có những lời khen cho du thuyền Made in Việt Nam, bên cạnh đó vẫn có những lời ra tiếng vào. Tuy nhiên, để xem cư dân mạng nói có hợp tình hợp lý hay không, thì bây giờ chúng ta sẽ cần đi tìm hiểu một vòng về chiếc du thuyền được đề cập trong bài viết này. Theo như mình tìm hiểu được, vào sáng ngày 13 tháng 11 năm 2022, vào khoảnh khắc đẹp nhất thì bình minh trên vịnh đón chào những tia nắng đầu tiên trong ngày. Siêu phẩm du thuyền La Siesta Super Jet đã chính thức được hạ thủy, khoe mình trên vịnh Hạ Long. La Siesta Super Jet là dòng du thuyền cao cấp có chiều dài 109,9 m với vốn đầu tư khoảng 700 tỷ đồng. Theo nhận định của ban dự án, siêu du thuyền này đại diện cho sự bứt phá trong nghệ thuật thiết kế du thuyền tại Việt Nam, từ kích thước đến ngoại nội thất đều khẳng định độ chịu chơi không kém cạnh những du thuyền hạng sang trên thế giới. Sau 267 ngày từ khi khởi công đến hoàn thiện, siêu du thuyền La Siesta Super Jet dài 109,9 m đã hạ thủy, mở ra một thế giới thượng lưu thu nhỏ cho du khách. Sáng tạo này là đứa con đẻ của đội ngũ kiến trúc sư và kỹ sư thuộc Lê Anh Design, đơn vị chuyên tư vấn và thiết kế du thuyền, được đào tạo bài bản trong và ngoài nước, với kinh nghiệm thiết kế hơn 200 du thuyền đặt trên vịnh Lan Hạ và vịnh Hạ Long. Trong đó có nhiều sản phẩm gây tiếng vang như là Scarlet Pearl, hay là Heritage Cruise, hay là Sea Star, Orchard, Jet Sail, Ambassador. Từ khi bước chân vào nghề thiết kế du thuyền, kiến trúc sư Lê Anh và cộng sự đã có nhiều tác phẩm ấn tượng. Tuy nhiên thì anh cho biết, để đạt được ngưỡng chuẩn 6 sao, thể hiện sự đẳng cấp, hiện đại và phóng túng, phải đến La Siesta Super Jet mới làm nổi bật được điều đó. Yếu tố tạo nên sức hút mạnh mẽ nhất của La Siesta Super Jet chính là ở thiết kế sang trọng và tiện nghi cao cấp bên trong. 55 phòng nghỉ được chú trọng đến từng chi tiết. Mỗi cabin có diện tích từ 33 đến 100 mét vuông, sở hữu ban công riêng, tủ quần áo lớn, phòng tắm đứng, bàn làm việc, bàn trang điểm, TV cũng như là những thiết bị điện tử hiện đại khác.
Du thuyền lớn nhất Việt Nam sau khi hoàn thành sẽ có sức chứa là 160 khách ngủ đêm và tới 320 khách tham quan cùng thủy thủ đoàn cùng với nhân viên phục vụ là 70 người. Phòng chủ nhân tương đương với phòng tổng thống có diện tích lên tới 100m² với phòng ngủ lớn, phòng làm việc, phòng ăn, quầy bar, bếp mở, sân tắm nắng cùng bể sục jacuzzi, sân đỗ trực thăng. Để nâng cao trải nghiệm khách hàng, du thuyền cũng thiết kế tối đa không gian mở, xóa nhòa khoảng cách với thiên nhiên thông qua hệ thống cửa kính lớn, mở ra tầm nhìn vô cực, chiêm ngưỡng trọn vẹn vẻ đẹp hùng vĩ, thơ mộng của vịnh di sản. Đây cũng là du thuyền đầu tiên và duy nhất ở Việt Nam không những có một mà đến hai sân đỗ trực thăng phục vụ khách hàng siêu sang khi di chuyển nhanh chóng và riêng tư, thật sự là quá đỉnh luôn. Chính vì lẽ đó mà La Siesta Superyacht, siêu du thuyền được thiết kế 100% bằng tâm sức và trí tuệ của người Việt, đã tạo ấn tượng mạnh mẽ với người Việt. Bên dưới bài viết của trang Asian Skyline, cư dân mạng Việt Nam đã bày tỏ sự ngưỡng mộ, đồng thời là niềm tự hào đối với những chiếc du thuyền made in Việt Nam này. Việt Nam còn cất cánh bay cao và bay xa hơn nữa, các bạn Thái Lan sẽ sớm được xem phim hay từ Việt Nam. Tim ốc vít đâu rồi? Ra đây mà xem Việt Nam làm được tới cái gì rồi đây này? Bây giờ tôi phải đi tắm cái đã, con dân của một quốc gia công nghệ không thể ở bẩn như thế này được. Nếu Việt Nam có thời gian xây dựng và phát triển hàng trăm năm như Thái Lan, Singapore hay là Malaysia, thì giờ Việt Nam đã lên sao hỏa rồi. Kẻ không bị người khác nói xấu thì chỉ là kẻ tâm thương. Theo chuyên gia kinh tế thế giới, 2035, Việt Nam sẽ đứng thứ 2 ở Đông Nam Á và thứ 4 châu Á, mong là được như vậy. Du thuyền được của nó đấy, cố gắng phấn đấu nha các bạn trẻ. Nhìn ở góc độ tổng thể, nhiều chuyên gia nhận định rằng từ ngoại thất đến nội thất bên trong, thậm chí là đi vào từng tiểu tiết của La Siesta đều thể hiện những đường nét tân tiến và nghệ thuật nhất. La Siesta Superyacht chắc chắn là hình mẫu đi đầu cho xu hướng mới trong ngành thiết kế và sản xuất du thuyền, không chỉ quy mô trong nước mà trên cả thế giới. Cái hay của siêu phẩm này là đội ngũ thiết kế đã mở ra những điểm giao thoa ở nhiều yếu tố, dẫn đến những cái mới, thể hiện sự tinh tế trong từng chi tiết, đạt đến độ tinh xảo cao. Mới tưởng tượng thôi đã thấy thích rồi các bạn nhỉ. Sẽ thật tuyệt vời nếu như được ngắm hoàng hôn trên biển từ du thuyền hạng sang, nhấp nháp chút rượu vang, hòa mình với âm nhạc lãng mạn, ngắm nhìn thành phố biển lên đèn từ xa và thú vị hơn, bạn đang đi trên một du thuyền made in Việt Nam. Thật hạnh phúc khi mà từ trong vũng bùn nô lệ, từ nghèo đói và lạc hậu, bây giờ Việt Nam chúng ta đã được lột xác hoàn toàn. Có được điều đó là nhờ tinh thần dân tộc, sự vươn lên và ý chí quyết tâm không ngừng nghỉ của cả dân tộc. Chưa trở thành nước công nghiệp, chưa hùng cường, nhìn thấy bè bạn quốc tế ngự trị trên đỉnh cao không sao cả. Hãy cứ nỗ lực, hãy giữ cái đầu lạnh, bản lĩnh kiên cường, đi đúng con đường đã chọn bằng nhãn quan chiến thuật hợp lý, sẽ có ngày sao đổi ngôi. Nhờ vậy, Việt Nam hiện nay đã là một ngôi sao sáng trên bầu trời của toàn nhân loại. Từ những láng giềng gần cho đến những anh em lục địa đen xa xôi đều ngước lên nhìn ngôi sao sáng mang tên Việt Nam. Mình quá là tự hào và có cảm giác sung sướng khi là người Việt Nam. Việt Nam là quốc gia đang lên, tăng trưởng kinh tế thuộc nhóm đứng đầu thế giới. Hình ảnh thương hiệu đất nước ngày càng đậm nét trên trường quốc tế. Hãy tiếp tục chờ đón những siêu phẩm trong tương lai đến từ vị trí của Việt Nam các bạn nhé! Các bạn có những cảm nhận ra sao sau khi xem xong video này? Đừng ngần ngại, hãy bình luận ngay bên dưới để cùng chia sẻ với mình nhé! Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã lắng nghe và theo dõi. Hãy bấm like, nhấn nút đăng ký kênh Vietnam Stronger để ủng hộ chúng mình nha! Chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những video lần sau!